Alo, xin chào anh em nhé. Hôm nay thì lại quay trở lại với con game Cao Win và với vốn là 150k. Thì 150k thì mình nên chơi như nào? 150k thì mình nên chơi như kiểu là ăn non anh em nhé. Chơi ăn non. Ăn non ở đây không phải là kiếm một vài chục hay là một vài là một vài chục đủ 150k lên là 200k nữa, mà 150k này đối với Cao Win thì anh em có thể là x2 x3 vốn được. Nhưng mà chúng ta nên dừng lại khi mà chúng ta cảm thấy đủ anh em nhé. Ok không? Thì chúng ta có thể áp dụng những cái phương pháp và những cái thủ thuật ăn non vào cho con game Cao Win. Thì đối với con game Cao Win là một trong những con game mà nó vừa mới ra mắt trong cái tháng 12 này thôi. Thế nên là mình thấy là gì? Con game này thì cái tỷ lệ mà soi ấy thì nó rất là thấp. Thế nên là anh em hoàn toàn anh em có thể là áp dụng vào anh em chơi được anh em nhá. Đấy, những cái thủ thuật này. Đấy, bởi vì nó ít soi vào game mới thì đa phần là nó sẽ có xu hướng nó nhả người chơi nó ăn, nó thắng nhiều để nó thu hút người chơi, đúng không? Đấy là cái xu hướng của game mà. Đấy thì anh em hoàn toàn có thể áp dụng thủ thuật vào anh em chơi được nha. Ok, thì link tải con Cao Win mình sẽ để dưới phần mô tả như là phần bình luận dưới video cho anh em có thể tải về và trải nghiệm. Đấy thì ở 150k thì mình sẽ chơi trò gì được đây? Ở trong Cao Win thì chắc chắn là phải mình nghĩ là mình nên chơi siêu xe nhá. Mình sẽ chơi siêu xe. Mình chơi siêu xe để làm gì? Thứ nhất là gì? Chơi siêu xe để mình có thể là hướng dẫn cho anh em cũng như là chia sẻ cho anh em về cái cách đánh làm sao cho nó hiệu quả nhất. Thì đối với anh siêu xe thì anh em đã biết, anh em nào đã từng chơi thì chắc chắn là anh em đã biết là gì, nó sẽ tập trung là về bốn cái ô x nằm bên dưới sẽ rất là nhiều, đúng không ạ? Thì đối với một thì chúng ta chỉ đánh 3 trên 4 ô thôi, và chúng ta loại trừ ra một ô để cái tỷ lệ thắng và để ra cái tỷ lệ mà cái lãi của ta nó nhiều hơn nha, cái lãi của ta nhiều hơn. Để xem ván đầu tiên nó về cái gì đi. Ôi là siêu xe là không chơi nha, ván đầu tiên về siêu xe là không chơi nha, cũng là toàn là bàn mới nhỉ. Thì anh em có thể là học theo cách đánh ba cửa này, nhưng bây giờ câu hỏi đặt ra là chúng ta phải chọn ba cửa nào cho nó đúng và chúng ta nên bỏ cửa nào, đúng không? Đấy, chúng ta nên 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 bỏ cửa nào. Đấy thì cái cầu mới thường thường nó về hai con mắt đào con bm đúc đấy, hai con này thì hai con đó, hai con dễ về nhất vẫn là siêu xe đầu tiên. Được rồi, chơi luôn theo cầu siêu xe nhá, chơi luôn theo cầu siêu xe cho anh em xem này. Ok, mình sẽ đánh BM đúc, Volkswagen và Mazda. Đấy thì mỗi chúng ta sẽ tập trung ba ô này. Đấy, tập trung ba ô này ván đầu tiên đã. Thì nếu như ván này thắng ta thu là ít nhất là hơn 90k, gần 100k nhá anh em nhá. Mazda đúng không? Đấy. Mazda này. Đi là bao nhiêu rồi? 244k đấy, từ 150k thắng đúng ván đấy 244k nhá. Nó về siêu xe Porsche X30 rồi mình cứ loại bỏ con Mazda đi, không đánh Mazda nữa, chỉ ra không đánh Mazda nữa, đánh ba ô còn lại. Đấy, cái trường hợp nếu mà về bốn ô trên thôi coi như đi ăn, chấp nhận, còn không phải Mazda thì mình thắng. Ok, BM đúc chính xác. Ok chưa, 338k đó, thế là sau đúng hai ván là kiếm được ít nhất là khoảng bao nhiêu anh em ạ? Khoảng ít nhất là 188k rồi, hai ván đang kiếm được 188k rồi nhá, hai ván đang kiếm được 188k rồi. Bây giờ để mình xem ván này đây, ván này BM đúc thì thôi cứ tạm ngưng nhá. Đấy anh em chơi thử thuật này thì anh em nên đừng nên đánh liên tục anh em ạ, anh em đừng nên đánh liên tục, anh em cứ phải nhìn cầu đã, để đánh chậm nhìn cầu đã, vẫn tiếp tục là BM đúc đúng theo suy nghĩ của mình, đúng theo suy nghĩ của mình. BM đúc thì BM đúc thì vẫn BM đúc và bỏ Volkswagen đi, bỏ Volkswagen đi. Ok, ván này đánh mỗi ô 100k này, xem nào. Rồi Mazda chính xác đúng không? Đó mình chặn đầu nó mà, Mazda hai BM đúc và chặn đầu ngược lại đấy, anh em thấy không? Thì từ vốn là 150k thì sau 3 ván là mình dình cầu thôi. Đấy, mình nhìn cầu một xíu, mình dình cầu thôi, mình ngẫm nghĩ trong đầu một xíu đấy. Thì anh em đánh thì anh em chú ý cho mình về 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 cái đường cầu của nó nhá. Ván này thì tỷ lệ cao nó sẽ về hai con giữa, hai con x nằm ở giữa, còn nếu mà cùng lắm thì nó sẽ về là bốn con ở trên thôi, nhưng mà mình nghĩ là sẽ về hai con ở giữa đấy, đúng về bốn con ở trên. Thì bởi vì kiểu nó đi đối xứng ngược lại anh em, một siêu xe hai siêu xe thường, vậy thì hai xe thường nó đi đối ngược lại thì chắc chắn ván này sẽ về siêu xe đúng không ạ? Đấy vậy thì ván này chúng ta sẽ suy ra được là một là sẽ về hai con ở giữa, tỷ lệ về hai con ở giữa rất là cao nhá. Đấy
đánh đúng hai con ở giữa cho anh em xem này, đánh đúng hai con ở giữa cho anh em xem này. Còn nếu mà không về thôi thì mình sẽ chờ cầu, nhưng mà theo cái tỷ lệ hiện tại là về hai con ở giữa rất là cao đó. Anh em thấy mình nói chính xác không? Bởi vì cái đường cầu đầu tiên là nó đã đi chiếm hết những con còn lại rồi, thì chắc chắn là chỉ có hai con ở giữa là bây giờ tỷ lệ về rất là cao, đúng không ạ? Bây giờ nó bắt đầu cân bằng lại này, bây giờ nó bắt đầu cân bằng lại này, cân bằng lại thì bây giờ nó sẽ về hai con ở giữa đấy, và con bi con Mazda thì về đầu tiên rồi, đúng không? Con Mazda thì về đầu tiên thì chắc chắn là con Mazda nó sẽ không về luôn nữa. Ôi chết rồi, một cửa 20k rồi, ván này còn như hồi nhá. Về được World Sporgen thì anh em ta có thể ấy được. À đấy, ngang trái nhá, nó bắt đầu về siêu xe ở trên. Thì đấy là lý do tại sao mình nói với anh em là áp dụng thủ thuật này đừng nên đánh liên tục. Bởi vì đánh liên tục biết đâu game nó soi ra thì rất là toang, đúng không ạ? Ok, mình sẽ đánh 15k ở trong con World Sporgen một lần nữa nhá. Còn 14k đánh hết đi. Đấy, tròn. Tròn thì sau đấy mình sẽ dừng lại thôi, ván này thắng thua mình dừng lại thôi. Nói chung là khi mình lãi rồi thì mình bắt đầu dè chừng anh em ạ. Lãi rồi bắt đầu dè chừng game, bắt đầu game nó giết lại của mình sao đấy, nó lại về tiếp tục về siêu xe cả. Anh em thấy không? Nên nó lừa mình đấy, nó lừa mình đấy. Bây giờ anh em mà đánh liên tiếp ở dưới nhá thì chắc chắn là anh em sẽ lỗ, đúng không? Đây là cái sự tỉnh táo, như là cái kinh nghiệm thôi. Và áp dụng này thì ví dụ anh em thắng được với buôn vốn 150k mà anh em đánh theo đúng cách của mình thì thắng được khoảng độ là 3 ván thông thôi, tốt nhất là chuột. Đấy, anh em hiểu không ạ? Thì với vốn là 150k thì mình đã chơi được 500k rồi. Thì tính ra ấy, nếu mà anh em nào mà có cái gặp những cái đường cầu mà nó đẹp ấy, nó không về những cái con siêu xe nhiều như của mình vừa rồi, thì chắc chắn là anh em lãi rất nhiều luôn, có thể hoàn toàn từ 1 triệu 150k lên đến 1 triệu là chuyện bình thường. Đấy. Nhưng mà cá nhân mình thì mình lại không ham nha. Cá nhân mình thì mình lại không ham, mình đánh lên là 500k mình dừng thôi, lấy nửa củ thôi, may nửa củ đẹp rồi. Ok, thì mình sẽ dừng clip đây. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.